Ngay từ khi mới cưới, vợ chồng anh Khải ở Phú Thọ đã có nguyện ước rằng mai sau sẽ cho con mình vào chùa xuất gia. Kỳ lạ là hai đứa trẻ nhớ được tiền kiếp của mình đã giúp nguyện ước của anh chị mau chóng thành hiện thực. Chồng là tiến sĩ, tổng giám đốc một bệnh viện đa khoa ở Phú Thọ, vợ là chủ của một ảnh viện áo cưới lừng danh. Họ sinh được hai người con, một trai một gái, đẹp như tranh vẽ, sáng dạ học giỏi. Và đặc biệt, chúng còn được biết đến là hai đứa trẻ nhớ được tiền kiếp của mình. Bỗng một ngày người ta sửng sốt khi gặp phải ở trên ngọn núi thiêng của Tam Đảo, cảnh tượng hai vợ chồng vị tiến sĩ này đang chắp tay cúi lạy và xưng hô là con với chính hai đứa con nhỏ do mình sinh ra. Với cư dân xã Hương Nộn, một xã nghèo của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, thì cái tên Khải Hải trở nên quá lừng danh. Sự lừng danh ấy chẳng những bởi dù thành đạt trong sự nghiệp kinh tế khá giả, cơ mà cặp vợ chồng trẻ này vẫn sống rất giản dị, đầy lòng bác ái, luôn sẵn sàng tương hỗ những người có hoàn cảnh trở ngại, mà còn bởi xung quanh cuộc sống của cặp vợ chồng này và hai đứa con nhỏ của họ đang có điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ hiếm gặp ấy trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, hâm nóng cả một vùng quê nghèo vốn êm ả. Có lẽ bất kỳ ai lần đầu tiên gặp gỡ cặp vợ chồng trẻ này cũng dễ dàng có thiện cảm. Với dáng người gầy thon thả, chất phác, đôn hậu, trầm tính, ăn mặc giản dị, hẳn ít ai nghĩ rằng anh Đào Nguyên Khải đang là tiến sĩ và là tổng giám đốc của một bệnh viện đa khoa. Người vợ là chị Lê Thị Hải, màu trắng trẻo, duyên dáng với nụ cười đầy an lạc luôn hiện hữu trên khuôn mặt đôn hậu. Anh chị tâm sự rằng, bây giờ nhà rộng thênh thang cũng chỉ có hai vợ chồng mình ở, con cái giờ chẳng còn ai. Ban ngày túi bụi đi làm cắm đầu vào làm việc, tối về hai vợ chồng lại tìm đến kinh sách Phật làm niềm vui. Cảnh tụng kinh niệm Phật trì chú cùng tọa thiền của hai vợ chồng trẻ mỗi đêm trở thành hình ảnh quá chừng thân quen với những người nhà trong gia đình anh chị Khải và Hải. Chị Hải kể, có lẽ những ai có niềm tin linh cảm trong sáng, thuần khiết, lành mạnh bằng cái tâm thánh thiện chí thành thì sẽ thấy cuộc sống đang có nhiều điều kỳ diệu và kỳ bí. Và càng thấy rằng Phật Pháp đích thật cực kỳ màu nhiệm và ngay cả chính khoa học cũng không thể lý giải được. Chị nhớ như in, ngày trước gia đình chị rất nghèo. Năm chị học lớp 4, mẹ đẻ chị gặp biến cố lớn khi phát hiện có thai ngoài dạ con bị vỡ phải cấp cứu. Sau khi rà soát, những thầy thuốc bệnh viện chẩn đoán tình trạng của mẹ chị rất nguy khốn, bởi bị vỡ dạ con từ 9 giờ 30 sáng mà tới tận 6 giờ 30 chiều mới nhập viện thì nguy cơ cứu sống chỉ còn 0,1%. Cơ mà gia đình chị vẫn cố gắng, còn nước còn tát đề nghị mổ giải phẫu. Do còn nhỏ, chị Hải không biết làm gì khác ngoài việc ngồi ngoài và khóc. Trong giây phút ấy, chị sực nhớ tới bộ phim Tây Du Ký, hình ảnh thầy trò Đường Tăng khi nào gặp hoạn nạn kêu cầu thì Quán Thế Âm Bồ Tát đều hiện diện và cứu giúp. Vậy là trong đầu chị lóe lên rằng chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể cứu giúp được mẹ chị. Vậy là chị bắt đầu cầu khẩn Bồ Tát Quán Thế Âm, thậm chí chị vừa đi chăn bò trên núi vừa khóc cầu khẩn. Chẳng biết có phải cái tâm chí thành đầm thắm của chị đã cảm ứng đến chư Phật, chư Bồ Tát hay không, mà ngay hôm đó, ca mổ của mẹ chị đã thành công tốt đẹp. Chỉ chưa đầy một tuần sau, sức khỏe của mẹ chị hoàn toàn bình phục và xuất viện trong sự ngỡ ngàng của những thầy thuốc. Chị sung sướng cực kỳ. Và bắt đầu từ đó, chị có niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp. Không có bất kỳ vị cao tăng nào chỉ dẫn, cũng không hay đi lễ chùa. Thậm chí, nhà chị cũng không có cả bàn thờ Phật, tất cả đều là sự tự giác ngộ. Mỗi ngày, chị chỉ nhất tâm niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi khi rảnh rang. Đã không ít lần chị có ý định xuất gia, cơ mà vì nghĩ thương cha mẹ không có ai chăm khi về già. Hơn nữa, lại chưa gặp được vị thầy nào đủ tâm đức dìu dắt mình trên con đường tu đạo, nên chị lại thôi. Một hôm đi qua nhà hàng xóm, chị bỗng nghe được câu thơ phát ra từ loa. Vui trong tham dục, vui mà khổ, khổ trong tu hành, khổ mà vui. Chị dừng lại nghe một cách chăm chú như nuốt từng lời, rồi chạy thọc vào hỏi câu thơ ấy của ai. Hàng xóm bảo với chị là câu thơ ấy của Thượng tọa Thích Viên Thành, chủ trì của chùa Hương. Chị thầm ước bằng mọi giá, mình phải đi gặp cho bằng được vị thầy này để vấn an khai thị cho mình về Phật Pháp. Khi mà nguyện ước chưa được viên mãn, thì bỗng một hôm chị nhận được tin Thượng tọa Thích Viên Hội viên tịch. Hôm ấy, chị khóc như mưa, ai hỏi lý do tại sao chị khóc, chị chỉ tức tuổi, thầy mất rồi. Nhiều người lại gặng hỏi, bố mày mất à, sao mà mất? Chị lại giải đáp, không phải là bố mà là thầy ở chùa Hương.
Mọi người cười ré lên quát chị: "Mày bị điên à? Thầy chùa chết chứ bố mày có chết đâu mà khóc." Càng bị mắng, chị lại càng khóc thương thảm thiết vì thầy đáng kính của mình dù chưa một lần gặp. Khi đó, trong đầu chị nguyện ước, mai sau nếu mình lấy chồng sinh đẻ, chắc chắn mình sẽ cho nó xuất gia. Và rồi, chừng như duyên trời đã định, chị gặp được anh Đào Nguyên Khải, chàng cử nhân sinh viên y học Hà Nội, cũng là người rất mộ đạo. Cả hai nhanh chóng nên duyên. Điều kỳ lạ là cả hai đều có cùng nguyện ước, mai sau có con chắc chắn sẽ cho nó xuất gia. Mỗi ngày, vợ chồng anh Đào Nguyên Khải và chị Lê Thị Hải thường tụng kinh niệm Phật trì chú với tâm rất thành kính. Và chỉ sau một tháng, chị Lê Thị Hải mau chóng có thai. Trong thời gian có thai, chị Hải bỗng nằm mê thấy một con rồng. Khác với những con rồng hay thấy trong sách báo, phim ảnh, thường là màu xanh, màu đỏ hoặc vàng và chúng thường bay lượn trên trời. Đằng này, con rồng chị gặp lại xe đen rất to, cơ mà nó lại nằm im trông thấy rất đôn hậu, rồi nó nhìn chị. Thấy giấc mơ kỳ lạ, chị Hải đem chuyện kể lại với chồng. Anh Khải cười rồi nói: "Người ta nằm mê thấy rồng vàng, rồng bạc, vợ chồng mình lại nằm mơ thấy rồng đen. Chuyện này kể ra chắc người ta buồn cười lắm ấy nhỉ." Tới tuần thứ hai, bỗng chị Hải bị nóng hổi trong vòng những ngày. Người nhà trong gia đình buồn phiền rằng mới có thai mà bị nóng hổi cảm cúm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, thậm chí là hỏng thai, nên khuyên chị Hải phá thai. Xong, chị Hải vẫn quyết định lưu giữ cái thai ấy. Chị có linh cảm thai nhi không có bài toán gì cả. Và thực tế là thai nhi vẫn lớn hoàn toàn bình thường cho đến thời điểm sinh đẻ. Ngày sinh đẻ, vợ chồng anh chị và hai bên gia đình họ hàng vui mừng vì đứa con đầu lòng là một quý tử rất hấu khỉnh và bụ bẩm. Chị Hải bảo, khi con trẻ vừa sinh lọt lòng mẹ, thường mắt nhắm tịt lại vài ngày sau mới mở và thường người đỡ đẻ phải tét vào mông để kích thích trẻ cất tiếng khóc đầu đời. Cơ mà đứa con đầu lòng của anh chị vừa có mặt trên thị trường đã mở mắt tròn vo nhìn xung quanh rồi tự cất tiếng khóc oa oa. Điều kỳ lạ là chị sinh hạ đứa con trai đầu lòng vào đúng giờ Mùi, ngày Mùi, tháng Mùi, năm Mùi. Với mong muốn con mình luôn mạnh mẽ như dòng nước lớn của biển cả bao la, nên vợ chồng anh chị đặt tên con là Lưu Triều. Sau khi sinh đẻ, anh Khải luôn luôn đi làm vắng, chị Hải ở nhà chăm con, đồng thời mở cửa hàng chụp ảnh và buôn bán áo cưới. Nhà chị có hai mẹ con nên mọi việc làm nhà đều đến tay chị. Mỗi ngày, chị để bé Lưu Triều nằm một mình trong nồi ở gần trước cửa ra vào để chạy đi chạy lại lo việc làm phía sau nhà. Mỗi lần như thế, chị nói với con, nằm ở đây ngoan trong nhà cho mẹ nhé, để mẹ đi làm. Có khách vào thì nhớ khóc lên gọi mẹ nghe chưa? Những tưởng chỉ là căn dặn con để chiếu lệ tự khích lệ tâm lý mình là chính. Vì con còn nhỏ xíu vài ba tháng tuổi, làm sao mà hiểu và biết nghe lời người lớn được. Cơ mà, điều lạ là đúng y như rằng lời của mẹ dặn, mỗi khi có khách vào nhà, bé Lưu Triều lại khóc thé lên gọi mẹ. Chỉ trong vòng 4 tháng sau, chị Hải sửng sốt khi phát hiện mình lại tiếp tục có thai đứa con thứ hai. Chị nhớ như in, trước thời điểm sinh cháu thứ hai, chị đi lễ chùa cách nhà vài km. Ngày hôm sau về, chị bỗng thấy rầm rầm đau bụng, anh Khải vội đưa chị vào bệnh viện. Tới bệnh viện, trong khi chờ mong những thầy thuốc thăm khám cho chị cảm giác đói bụng, liền lấy ít hoa quả trong túi lọc mới đi lễ chùa về rồi dành ra ăn lâm thời. Khi vừa ăn hết nửa quả lựu, chị chuyển dạ sinh hạ đứa con thứ hai một cách dễ dàng như đi chơi. Lần sinh hạ này là một bé gái, cũng giống như người anh Lưu Triều, em bé gái này vừa lọt lòng mẹ cũng đã tự mở mắt và tự cất tiếng khóc chào đời. Song có điều kỳ lạ hơn là vừa sinh lọt lòng, móng chân móng tay của bé gái đã dài ngoẵng và lại sinh đúng vào giờ Dần, ngày rằm tháng 7 âm lịch. Điều đặc biệt này khiến nhiều người thân trong gia đình buồn phiền, bởi dân gian Việt thường có câu, trai mùng 1 gái hôn rằm. Theo như cách lý giải của những nhà khoa học, thì sự vận động tương tác giữa mặt trăng và thủy triều vào thời điểm đặc biệt này sẽ có ảnh hưởng nhất định vào bào thai và tâm sinh lý của đứa trẻ sinh ra. Bởi thế, trong số những đứa trẻ này, có những bé thường có tính khí khác thường và khó nuôi. Chẳng biết có phải sinh vào ngày đặc biệt hay không, mà từ khi lọt lòng mẹ, bé gái này tỏ ra khác người, rất sáng dạ linh hoạt, dễ dàng thích nghi với môi trường xung quanh, nên vợ chồng anh Khải Hải chọn đặt tên cho con là Mẫn Nghi. Hai bạn hữu Lưu Triều và Mẫn Nghi lớn khá nhanh, học hành rất giỏi, trở thành hai trong số những học sinh cưng của những thầy cô trường tiểu học Hương Nộn. Cơ mà, bỗng một ngày, hai học sinh cưng ấy bỗng biến mất khỏi nhà trường, khiến cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng rơi nước mắt đi tìm.
Như thường lệ, sau kỳ nghỉ hè, những trường học bắt đầu vào năm học mới. Những thầy cô và học sinh trường tiểu học Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đều háo hức tụ tập mùa khai giảng năm học mới năm 2011-2012. Vì chỉ có học sinh Đào Mẫn Nghi của lớp 1B, một trong số những học sinh xuất sắc thường hay tham dự văn nghệ của nhà trường thì vắng mặt. Kể cả những buổi học sau đó cũng không thấy hiện diện. Sự vắng mặt bất thường này khiến cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nôn nóng phải giao thông với cha mẹ để nghiên cứu. Và rồi cả nhà trường đều cảm giác bị sốc nặng khi hay tin bé Mẫn Nghi đã xuất gia ở một ngôi chùa Tây Phương tận trên ngọn núi cao của Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cô chủ nhiệm đã khóc tức tưởi, còn cô hiệu trưởng thì một mực đề nghị vợ chồng anh phải đón cháu về, chẳng thể làm như thế. Thậm chí, cả cô chủ nhiệm và cô hiệu trưởng đã có những lần lặn lội lên đến tận Tây Phương để tìm gặp bé Mẫn Nhi. Vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải tâm sự. Mình dân y học, vợ là dân kỹ thuật, vốn là những người luôn kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nên rất ghét, luôn luôn lên án những gì là huyễn hoặc dị đoan đồng bóng. Cơ mà, giữa huyễn hoặc và tính tâm lại khác hẳn biệt. Những gì thuộc về thế giới linh cảm đã và đang diễn ra đối với gia đình mình, đích thực là kỳ lạ, không thể lý giải nổi. Lúc chưa sinh đẻ thì cả vợ lẫn chồng đều tâm nguyện mai sau có con cho nó xuất gia. Cơ mà khi dứt ruột sinh được hai đứa con ngoan ngoãn, sáng dạ duyên dáng, mà nghĩ cảnh cả hai con xuất gia là bố mẹ ai chẳng thấy tiếc và xót con, nên đã không ít lần vợ chồng mình thối chuyển suy nghĩ. Song lạ thay, khi vừa khởi lên suy nghĩ ấy thì ngay đêm ấy chị Hải nằm mê thấy mình nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mình rất nhiều người bị ma quỷ sát hại, và trong đó có cả chính bản thân mình. Trong dịp hoảng sợ, chị Hải bỗng nghe thấy tiếng nói từ trên không trung vọng lại là hãy trì niệm câu chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Y như rằng lời chỉ dẫn, chị nhất tâm trì niệm thì thấy đột nhiên chị mặc áo choàng xe vàng, ma quỷ không làm gì được chị. Rồi chị gặp một vị thầy cao tăng. Vị thầy bảo muốn tương hỗ những người khó nhọc kia thì hãy tìm cách cho hai tiểu đồng tử xuất gia. Thứ nhất, chị Hải liền vội kể lại tất cả giấc mơ với chồng. Anh Khải bảo giấc mơ đó như lời nhắc nhở vợ chồng mình rằng tâm chẳng thể lay động với những gì mình đã phát nguyện. Song hai đứa con có xuất gia được hay không lại phải tùy duyên chứ chẳng thể ép buộc được, chị Hải nhấn mạnh. Kỳ nghỉ hè năm 2011, lần đầu tiên, chị Hải đưa bé Mẫn Nghi lên chùa Tây Phương Tam Đảo, vãn cảnh chùa. Vừa gặp những sư thầy nơi đây, bé Mẫn Nghi bỗng quay sang nói với mẹ rằng con cảm thấy rất thích ngôi chùa này và muốn ở lại đây tu. Những thầy bảo, đi tu xuất gia rất khảm khổ và phải cắt đứt hết mọi tình thân, dù là cha mẹ, con có chấp nhận hay không. Không chút chần chừ, Mẫn Nghi liền gật đầu. Dù luôn sẵn sàng tâm lý rằng, những con mình sẽ xuất gia, cơ mà chị cũng chẳng thể nghĩ rằng bé lại xuất gia một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Chị chỉ còn biết chấp nhận. Chiều theo ý con, chị Hải kềm chế lòng lại để đưa con nhỏ thơ ấu mới 6 tuổi giữa đất khách quê người, hoàn toàn xa lạ, chắp tay đảnh lễ những thầy rồi lẫm lụi cất bước xuống núi. Đi được một đoạn, bỗng bé Mẫn Nghi vẫy tay gọi chị trở lại. Những tưởng bé sẽ nhớ cha mẹ mà đòi về, hoặc ôm lấy mẹ mà khóc tức tưởi. Cơ mà chị bỗng sửng sốt khi thấy bé ghé vào tay và nói rằng cô về tu tập tinh tấn nhé, nếu được cô cũng vào chùa xuất gia nhé, bởi như thế mới độ được cho chúng sinh, chứ cô ở ngoài thì độ được mấy. Câu nói ấy khiến chị Hải không kềm chế được cảm xúc trào dâng nước mắt. Là một người mẹ hơn 30 tuổi đời, dù thông thạo Phật Pháp, cơ mà mình vẫn chưa giác ngộ được tới vậy. Thế mà một đứa trẻ 6 tuổi nói được những lời lý luận đạo Phật thâm sâu như vậy, chắc chắn con mình đã có duyên tu với Phật Pháp từ tiền kiếp. Vì nhớ con nên đôi khi chị Hải lên thăm con. Lần gặp lại con mới đẻ nhất ở Tây Phương, chị lại thêm lần nữa sững người khi bé Mẫn Nghi, nay là chú Tiểu Bảo Nhiên, bỗng nói mà nhà cô Hải là ở đâu ấy nhỉ? Nhiều người hỏi nhà chùa quê ở đâu mà nhà chùa chẳng biết. Cô nói để nhà chùa còn biết mà nhà chùa trả lời. Sau khi bé Mẫn Nghi xuất gia ở ngôi chùa Tây Phương trên ngọn núi Thiên Tam Bảo, Vĩnh Phúc, cách nhà tới hơn 100 km, dù rất thương nhớ đứa con gái nhỏ, cơ mà vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải thường kềm chế lòng mình bằng việc mỗi ngày nhất tâm cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ gia trì cho con mình vững bước trên con đường tu tập. Mùa hè năm 2013, vợ chồng anh chị đưa bé Lưu Triều lên Tây Phương thăm em gái. Sau cả hành trình leo núi khó nhọc mới lên mức Tây Phương, Lưu Triệu bỗng nói với cha mẹ,
Con chưa thấy chỗ nào mà thấy như chỗ này, con muốn ở lại đây, không muốn về. Biết là cả hai đứa con của mình có duyên đặc biệt với ngôi chùa này, cơ mà ngập một nỗi, ở đây đại đa số là những ni sư, nên việc thu nạp những tăng vào tu tập e rằng rất trở ngại. Nên vợ chồng anh chị một mặt khích lệ con là quay trở lại nhà, tiếp tục học, đợi đến khi đủ 12 tuổi thì xuất gia. Một mặt anh chị liên hệ với những chùa khác, thậm chí liên hệ với cả một vị thầy tận bên Canada xem có chùa nào thích hợp thu nạp con trai mình vào tu tập. Cơ mà bé Lưu Triều khóc một mực, đòi chị thích tu ở Tây Phương, dù cho tu ở đây là tự khắc khổ nhất, rừng núi heo hút nhất trong số tất cả những ngôi chùa mà bé Lưu Triều được cha mẹ đưa đi thăm. Dù hiếm khi được lên mức đây, cơ mà bé Lưu Triều chừng như tất cả đều nhất mực thân quen. Lưu Triều chạy ngay tới cầm chiếc micro rồi quỳ xuống, bạch với những sư thầy một cách hồn nhiên. Con xin được đời đời xuất gia đi tu trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ và những người hiện diện. Lưu Triệu bảo, bố mẹ đã hứa, năm 12 tuổi cho con xuất gia, nên năm nay con đủ rồi, đến khi con phải đi rồi, con cố gắng đi. Vợ chồng anh chị Khải Hải đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn đứa con trai nhỏ bé, trong nỗi niềm cảm xúc dâng trào buồn vui lẫn lộn, khó diễn tả thành lời. Anh chị kể, từ khi bé xíu, hai đứa con mình đã diễn đạt được những điều khác thường và diễn đạt có duyên sâu đậm với Phật Pháp. Với nhiều người lớn đi lễ chùa quanh năm, có khi chẳng học được thuộc một bài khấn nôm. Cơ mà từ khi học mẫu giáo, hai bé đã có thể học thuộc lòng câu chú của Đức Phật Dược Sư, được phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, cực khó đọc và khó nhớ, chỉ sau một lần được bố dạy cách đọc. Có lần hai bé đi học, gặp cảnh tượng một con chó đang có thai bị xe cán chết, bé Lưu Triều khóc thương con chó, bé Mẫn Nghi liền khích lệ an ủi. Thực ra nó chẳng phải là con chó đâu, nó chỉ đổi từ thân này sang thân khác thôi, nên Triều đừng khóc. Khi tới trường học, thấy anh chị bắt ve sầu để nghịch, bé Lưu Triều khuyên anh chị không nên sát hại chúng sinh, mà nên phóng sinh nó đi. Anh chị cười mỉa mai, trêu Lưu Triều là thần kinh. Lưu Triều vội lao vào ẩu đả với anh chị, tranh giành bằng được con ve sầu để giải cứu cho nó. Một buổi nọ, cả nhà được nghỉ rảnh rang, anh Khải rủ hai con cùng đi tòa thiền. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ dạy bé Mẫn Nhi tòa thiền mà bé có thể tòa thiền một cách thành thạo và an trụ rất lâu. Khi vừa xả thiền xong, bé liền quay sang hỏi bố. Bố ơi, vén bầu trời ra thì thấy cái gì nhỉ? Anh Khải chỉ biết lắc đầu trong sự sửng sốt. Bé liền đáp, trong khi tọa thiền, con thấy những điều lạ lắm bố à. Rồi bé kể một cách thao thao bất tuyệt. Còn bé Lưu Triều thường kể với bố về những giấc mơ lạ. Con hay mơ lắm, mà trong giấc mơ con thấy con trải qua 800 kiếp luân hồi. Có lẽ con sợ nhất khi có kiếp con là một con dung bị người ta xéo chết. Có kiếp con mãi chơi quá nên bị đọa vào địa ngục, quỷ dữ dồn đuổi đánh con vừa chạy vừa niệm Phật thì sau đó con được lên làm người. Từ khi bé Lưu Triều đủ 12 tuổi, anh chị quan sát thấy bé đang có nhiều những tín hiệu tâm trạng lạ. Có đợt thấy bé ngồi học bài mà tỏ vẻ trầm ngâm, bố lần la hỏi thì bé trả lời. Dạo này con cứ hay có những ý nghĩ rất lạ mà cứ như là mọi việc đang hiển hiện rất thật trước mặt con ấy. Con thấy con đang ở trên một ngọn núi tuyết, con là chú tiểu đi song song với ba vị sư, bước lên những bậc thềm toàn tuyết màu trắng toát. Sau đó con gặp Ngài Anan, tôn giả Anan là một trong 10 môn đệ lớn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có học thức thông thái, trí nhớ phi phàm, được xem như là thị giả của Đức Phật, luôn tận tụy bên cạnh Đức Phật, ghi nhớ tất cả những lời Phật dạy. Ngài bảo con cố mà đi tu. Sau đó con nhìn thấy một ngôi chùa rất khá lớn và rất đẹp, trong đó Đức Phật đang ngồi thuyết pháp. Lưu Triều nói với cha mẹ, con thấy mọi người khen nhà mình đẹp, sao mà con thấy chẳng thích ở nhà mình tí nào ấy, con thích vào chùa đi tu. Vậy là giờ đây, vợ chồng tiến sĩ Đào Nguyên Khải đã dâng trọn hai đứa con cho cửa Phật theo đúng như lời phát nguyện từ hồi trước khi có thai, và cũng là theo ý nguyện của cả hai con. Việc làm này của vợ chồng anh khiến cho người nhà họ hàng, lãnh đạo chính quyền địa phương, đồng nghiệp dân làng ai cũng bị sốc. Không ít người cản trở, chỉ trích vợ chồng anh là điên rồ. Cơ mà anh chị chỉ nở nụ cười an lạc. Anh chị bảo, đời là bể khổ, mà nỗi khổ lớn nhất là ai cũng phải chết. Cái chết luôn rình rập đến bất cứ lúc nào. Chết đi, bao của cải danh vọng đều bỏ lại. Chỉ có nghiệp tốt xấu tạo tác ở đời mà mang theo. Chính cái nghiệp ấy cuốn con người vào vòng luân hồi sinh tử, có được kiếp người là cực kỳ quý giá. Như vậy, việc tận dụng từng giờ từng phút mà tu tập sửa mình, gột rửa nghiệp xấu để giải thoát là việc cấp thiết hơn cả.
Bởi thế, vợ chồng mình cho hai con xuất gia chẳng phải vì suy nghĩ tiêu cực, vì vô phúc mà là vì mong chúng thoát khổ. Giờ tiền nong vật chất kiếm ra mỗi ngày, vợ chồng mình đều đem đi làm từ thiện cả. Hai người cùng tu tâm tích đức, may sau nhắm mắt xuôi tay, mong sao đủ công đức để được về thế giới cực lạc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.